Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình đây. Hôm nay mình chơi thắng được cái tổ hợp nhá, được tìm chơi sau cái phút đi chưa này. Nói nhanh. Thế này, mình chơi level 24 nhá. Quay rồi. Oh, thế là chưa dễ đâu. Thế mình sẽ còn level tiếp theo này. Ôi, lên level 26 nha. Ui, phát hiện rồi. Bùm. Mát rồi. Bây giờ mới là level 28 này. Ôi, chỉ cần một con luôn. Rồi, bùm. Giờ mình sẽ ăn con cục kim cương nữa. Ok, level 30 này. Ôi, cái này bắn thẳng căng luôn. Rồi là vừa 31 này. Ôi giời, chúng ta hái đích luôn kìa. Này vừa 32. Ồ, cái này phải đòi hỏi chiến thuật nha. Rồi chúng ta sẽ chuyển qua game tiếp theo nhá. Đây Tom Florin. Florin. Florin hả? Kim Anh có chơi trò này không? Chưa. Tại vì chơi đầy mèo đấy à? Chỉ những người bạn mèo mà phải có nhiều chứ. Ôi rồi, có vẻ là hơi làng tí nhỉ? Chúng ta sẽ thu thập sao rồi đi chủ mẹ tôi mày nhá. Ồ, cho nhau đi hát à? Đây, hát đi. Wow, hay quá nhờ, cho một tràng vỗ tay rồi các bạn. Rồi chúng ta sẽ cho mấy chú này đi đi đào cây, đi thu hoạch cây trồng nhá. Đang hát. Để ta đi đi đào cây nào. Thôi, mình sẽ hộ với chú một tay nhá. Đó, ngoài cây. Rồi, chạy đang đào đất này. Úi rồi, sao bánh nhau rồi. Ok, mình sẽ trồng chú trồng cây giống ấy. Sau khi trồng ấy các bạn nhớ từ cây cho tưới nước cho cây trồng nhá. Ok, rồi tưới nước rồi. Ui, hát đấu ấy nhở. Ui sợi. Sao thành ca sĩ nơi rồi. Chú đi đá bóng. Ồ, có nói không? Bây giờ thì vừa ăn vừa nghe hát nhá. Ta sẽ cho ăn vào cái này. Đây, một hộp nho. Thêm một quả chuối nhá. Cho quả ớt này. Ui ôi, nóng quá. Ui, ăn no mất rồi. Chúng ta sẽ cho chú đi nước ván này. Ui, vừa nhảy nữa. Ui,
À, đi hợp đi dọn rác nhá. Nhiều rồi mũi quá nhờ. Cái này kia mày thấy đẹp không? Anh ơi ừ. Rồi chúng ta sẽ trời nước sáng này. Úi giả, chúng ta sẽ phải lé tránh những cái đồ vật ở trên đường chúng ta đi nhá. Xong rồi, chúng ta sẽ đi vào trong đây nhá. Ô, nhận được hộp quà kìa, 50 xu luôn. Ô, một cái mũ. Uầy, đẹp luôn nhỉ. Thôi, chúng ta sẽ chuyển qua game tiếp theo nhá. Ờ, đây, Minion. Nhiệm vụ của chúng ta là đi ăn chuối các bạn ơi. Đó, đi ăn càng nhiều thì càng tốt luôn. Quay chạy sang đây này. Và chúng ta sẽ bật X2 trở lên nhá. Wow, bật thể thể lên lên X2 luôn. Rồi, vậy là đã chiến thắng kiểu 1 rồi. Ủa, một cái gì nhỉ? Chúng ta sẽ chơi bàn này nhé. Cái phần nước ấy. Lúc lúc bà gọi nhé. Ôi, chúng ta được cái máy hút suối kìa. Mà hết hạn rất là nhanh luôn. Ôi. Cái này là học ở trên Đông Hải nhá. Quay ít hai chuối tiếp này.
Rồi cả đá hết rồi. Rồi gì thế quá. Wow. Stop rồi. Wow. Oh no. Mình đã tới chậm rồi. Thôi, dù gì cũng chết sớm rồi, qua game khác nhỉ. Đó hay sao vậy? Rồi chúng ta sẽ chuyển qua game tiếp theo nhé. Đây, game này. Game khá xúc xích. Ôi, nó cái nào thì cá rất là đẹp luôn. Ồ, chết hết rồi. Ui. Hiện tại mình đang đứng đầu luôn. Rồi, thế là chiến thắng. Mọi người về rất là sau rồi nhá. Ok, mình sẽ đi thi thủ đội khác. Ui dồi, chết mấy con luôn. Ui dồi. Ôi ôi. Thế mẹ đứng đầu rồi. Ôi. Ok, mình đứng bảy đầu tiên nhá. Rồi mẹ thì cùng mọi người. Ui. Nhân vật nữ kìa. Cái mắt quá nhỉ. Ôi. Nó chả luôn. Ý rồi. Wow. Thôi chúng ta sẽ qua game tiếp theo. Game gì các bạn nhỉ? Ở đây, không nhầm run nhá. 2000 nha. Ôi, 5.000 xu. Wow. Chúng ta có một vòng quay may mắn này. Wow, 10.000 xu luôn. Có 10 cái này nha. 10 cái dễ dàng. 14 cái. Wow, chúng ta có rất là nhiều những con quái vật. Được 15 phút rồi.
mà không ở lại ăn. Mặt trời đây, trời lạ ông thằng thả ga luôn. Còn hai cái mặt nạ thôi. Ui. Con này rất là khó chơi luôn. Ok. Rồi mình đã hoàn thành nhiệm vụ của game này đấy. Ui, đứng đầu tiên luôn kìa. Ôi, chúng ta được map mới luôn. Thôi mình sẽ chuyển qua game tiếp theo nhá. Để game này đi. Xem màn hình. Chúng ta sẽ phải đi tìm lối ra này. Oh, sao? Chọn ở đây nhỉ? Ok. Một trò chơi thách thức luôn. No. Thank you.
Cô Hương ba xuống. Anh Hương phải đi học về. Anh Hương đừng nghe. Anh cướp ngân hàng à? Chúng ta sẽ lấy vàng lên đi. Ôi. Ok, để bắt đầu xu. Bùm bùm bùm. Chúng ta sẽ chụp vào màn tiếp theo. Bùm bùm bùm. Ôi. Rồi chúng ta chỉ có game tiếp theo nhá. Từ từ đi á. Không biết chơi trò này à? Chúng ta sẽ phải là mạo hiểm để đi qua những khu vực này. Thường có chỉ biết chuyện gì đang xảy ra. Đây là quái vật kìa. Wow. Trên đường rất là khó chạy luôn. Đường đá còn khó hơn. Chí em chết. Nó không phải phải chơi cách xa rất là nhiều rồi. Ui. Ui giời, tí thì chết. Hương thấp thấp quá không thấy hả? Quay chúng ta lên đây. Ôi, thời gian rất là tốt luôn. Ôi, một đường ngắn nhỏ kìa. Đang chạy rất là xa luôn rồi. Ôi, ôi. Thật sự quá. Ô, chỉ có lửa thôi. Thôi mình sẽ chuyển qua game khác nhá. Đây, game cuối cùng. Hello, I Clean. Trời level 8 nhá. Trò ma cà rồng. Hey, let's go. Không biết là món đồ đang ở đâu nhá. Oh shit. Đây là ma cà rồng à? Đây có ma cà rồng à? Ôi, đổi mình đổi. Oh, oh. Thôi nào. Thôi, đi vào nhà rồi nhá. Mình sẽ thừa cơ hội vào nhà để ăn cắp món đồ. Đây này. Đồ gì? Ôi. Chạy đi. Rồi mình vào vòng an toàn. Ôi nó đang ở đây kìa.
ăn cắp bánh chứ. Không biết là bánh chỗ nào nhỉ? Con phải ăn hết bánh trong căn phòng rồi nhá. Ừ, để cho. Dạ hả? Ồ, ồ, thật sự. Hello. 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 Ồ, ồ, ồ. Ồ, nó đánh chết mình. Thật sự. Hồi này chơi lại nhá. Ok. Ô, à đây, đánh xong đây. Hello. Hello, mấy cưng. Hello. Chạy lên đi. Chạy nào, ô. Ôi kìa. Thực sự. Bánh ở đâu ấy? Hết bánh rồi đi. Bánh ở trên nóc nhà kìa. Nè, ô, che, hello. Nồn quá, không nhảy được. Đây rồi, đây là mục đích của mình rồi. Ok, chúng ta sẽ quay lại vào tiếp theo nhá. Ôi, nó đi trên nóc nhà kìa. Bánh ở bên ống khói nhà bên kia. Ừ, kìa, bên trên kia kìa. Đó. Thôi mình sẽ dừng clip ở đây, các bạn thấy hay thì nhớ đăng ký và subscribe để ủng hộ mình nha. Bye bye các bạn.